Rồi hôm nay tới cứu thuốc tiếp theo mình quay cho anh em bà con xem nè. Đây mình xịt là Insugan đặc trị bệnh xương mai, dùng cho bầu bí, mớp, hủ qua, dưa leo, đầy đủ các loại luôn. Đây móc xương, giả xương mai, đốm phấn, xương mai, phấn trắng, sọc lá, lét, mặt cạo, xì mũ, túi quả chết nhanh. Đây, một bịch này 100g, một mình pha 50g cho bình máy 25 lít. Bịch này được 2 bình máy. Em quay cái hiệu cho anh em bà con xem, của tập đoàn Lộc Trời này, Insugan này nó 100g, qua cho 2 bình máy. Này với sugar qua đậu trái, của anh em nào chết thì cứ dùng cái loại này nha. Mập nụ dưỡng bông, đậu trái, trái lớn nhanh, ga qua đồng lọt, chống rụng hoa, rụng trái non, thối trái. Đây cái này thì nó chuyên dùng cho các loại gãy nè. Đây hủ qua, bí, đậu, dưa hấu, bầu. Đây mình quay thông số kỹ thuật thông dụng của nó cho anh em bà con xem. Mình xịt lại 5 định kỳ 7 ngày, 10 ngày một lần. 5 ngày mình xịt được rồi, 5-7 ngày. Có anh em mình chết quá thì dùng cái này. Gùi vàng, sâu đục trái. Nó trị được cái con gầy xanh luôn nè. Đây, gầy xanh. Bọ chỉ sâu dễ bùa. Chỉ được sâu đất luôn nè, kiến đồ, kiến bạo phang đồ, gùi đục trái nè. Cái chai này thì chị cũng được các loại mà nó cũng hay nha, mình giới thiệu cho anh em bà con sử dụng. Đây thì pha 20 lít cho bình máy 25 lít. Này thì mình cây nó bự, cái này thì mình pha 25ml cho bình máy 25 lít luôn. Gùi vàng, sâu đục trái. Đây cái hiệu nó, quay cho anh em bà con xem. Cái chai này cũng rẻ, đây có mã số này nè. Đây 120k. Chai này xịt thì ngon hơn mấy cái chai chấm nè. Quay cho anh em bà con xem nè. Rồi, có dòng trái này, trái này thì cũng tương đối thôi, hơi ít một chút. Trái này cũng tương đối nhưng mình kích thêm. Đây. Thì cũng có mỗi mắt mỗi trái, nhầm cây nhầm nhánh thì nó cũng không có. Nhầm nhánh thì cũng có 1-2 trái. Nhầm nhánh thì mỗi mắt mỗi có luôn. Giờ mình uống nhiều thì mình kích thêm. Đây mình quay dàn đọt cho anh em mà con xem. Bấm xịt tin thì nó gùng lên nè. Đó, lá rất là dày anh em mà con xem, để ý nha. Rồi, mình chào anh em bà con, hẹn gặp lại video tiếp theo.